hôm nay là ngày 29 tháng 2 thì hiện giờ mình đang trong gói báo trình tập thu. Hôm nay do số lượng học viên của bên mình 70-80 người cho nên là bên Tuấn trường Hà Sơn chia ra hai sân để tập cho các bạn luôn. Thì chúng ta vẫn là đảm bảo được cái bài của mình, những nội dung tập là bao gồm tập thô và tập chấm điểm thi thử. Nhưng mà cái lượt chờ nó sẽ nhanh hơn, thì chúng ta sẽ lấy 8 xe chia hai sân thì các bạn sẽ tập nó thoải mái, không có bị chờ lâu. Thường thường mình biết các bạn không có thích chờ lâu, mình ngay cả mình cũng vậy. Thì cô trong cái khâu tổ chức cố gắng làm sao cho nó nhanh nhất có thể cho mấy bạn thoải mái nhất, tránh tiết mất thời gian của mọi người á. Thì vô luôn em, vô luôn. Thì bây giờ ở đợt thứ tư các bạn đang chạy 4 bài thi. Và hôm nay là sân này, sân số 5, mình là sân số 4. Và mình thị trường một sân, mình một sân. Tại sân thì đứng đọc tên, đại diện mối. Các bạn ngồi đây đợi. Và ngồi ở đây, hai dãy ha. Thì đó là cái nội dung tập hôm nay. Bên mình ghế mình chuẩn bị bên kia hết rồi, cho nên mình cho các bạn tập thô bên này luôn. Để các bạn chạy cũng ổn lắm, chứ không có tệ đâu, chạy tốt. Thì bây giờ là tập thô, thì nãy giờ mình thấy là hôm nay lớp tập của mình các bạn có kỹ năng nó đều đều nhau, tương đồng nhau hết. Đây là một cái điều kiện tốt để mình tập nhanh và hiệu quả. Nhưng ngoài cái buổi này ra thì chúng ta còn mấy cái buổi khác nữa. Mỗi học viên tập tới 3 buổi lần. Các bạn học viên đợi các buổi thông báo các buổi tập khác để mình có thể tham gia nha. Ok, rồi mình chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.